Không được ngồi luôn hả? Trời sao khó vậy? Phải cho ngồi chứ. Không cho ngồi. Không ngồi sao lên được? Không ngồi sao lên được hả? Vậy từ cứ làm trước đây, khi nào mà các bạn không thể làm được thì chúng ta sẽ ngồi. Không có được. Rồi đó. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống à. Bị kẹt cái chân rồi. Dây lên. Chết rồi. Không thể nào mặc được. Cái chân của nó bị ngu lắm. Nó không có mặc được cái quần này đâu. Cái này gì vậy? Cầm lấy chứ. Sao vậy? Đừng có như nó cơ. Sao mà?